Một Phật tử nó hỏi: con xin thầy cho con hỏi tại sao có người nhìn thấy ma, có người lại không nhìn thấy, và tại sao có những người lại bị vong nhập ạ? Phật tử này cho thầy hỏi lại xem. Phật tử này tại sao cũng là gì? Người ngồi trên một chiếc ô tô, đi trên một chuyến ô tô, nhưng có người lại bị say xe, còn có người là gì? Có người lại không bị say xe. Thế bây giờ Phật tử trả lời cho thầy xem tại sao cùng một chuyến ô tô đi như vậy, mỗi người đều, tất cả mọi người cùng bước lên xe, tại sao có người thì vẫn tỉnh như sáng, vẫn khỏe mạnh như thường, nhưng có người là gì? Bước lên ô tô được tí đã say xe rồi. Vì sao say xe? Phật tử này trả lời đi, vì sao họ say xe? Còn vì sao những người kia lại tỉnh táo là không say xe? Đó, tương tự như vậy, con người ta mỗi người có một cái, nếu nói về bước lên xe mà say xe thì có thể nói cái sức đề kháng và sức khỏe của họ gì yếu, cho nên họ mới gì mới say xe. Hoặc ở trong cơ thể của họ nó có thiếu một cái chất gì đó, hoặc dư một cái chất gì đó, vân vân. Cái này thì chắc nó thuộc về những các nhà về khoa học, những các nhà về nghiên cứu về gì? Về y học thì họ mới 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 có thể phân tích được là cái người hay say xe có thể họ thiếu chất gì hoặc thừa chất gì trong cơ thể của họ, hoặc là người bị họ bị thần kinh họ bị yếu hay như thế nào đó, họ mới phân tích được rõ ràng. Còn tôi thì không học cái đó, tôi không phân tích được. Nhưng chúng ta thấy có người bước lên xe thì đã say xe lức lừ ra rồi, thì cái chuyện này nhân duyên, con người ta ở trên cuộc đời này cũng vậy, trên quái năm thiền Bộ Châu này cũng vậy, sinh ra ở trên cuộc đời này mỗi người một nghiệp nhân nghiệp quả khác nhau, mỗi người một nghiệp nhân một quả báo khác nhau. Cho nên á, chúng ta thấy có người thì có thể không chỉ nhìn thấy mà thậm chí họ còn biết trước cái câu chuyện này về quá khứ, hiện tại và vị lai của bản thân hoặc của người bên cạnh họ nữa, của người khác nữa, thậm chí cách đó hàng nghìn cây số, chỉ cần những cái người kia điện thoại một cái tới cái họ bên nào biết ngay đó, họ biết ngay, họ đọc được cái tâm tư tình cảm của gì của người kia. Vì sao? Đây là những điều đặc biệt không thể lý giải được. Tất nhiên trên xã hội nó không có nhiều những trường hợp như thế, nhưng gì cũng có đó. Chúng ta thấy có những nhà tiên tri, những nhà tiên tri nổi tiếng ở thế giới như là Nostradamus này, Vanga này, ở Việt Nam chúng ta bây giờ Trạng Trình này, vân vân. Đó. Những nhà tiên tri nổi tiếng họ biết trước thì hàng vài trăm năm, thậm chí đến hàng nghìn năm. Họ nói rất là đúng. Tại sao lại có những cái gì? Họ lại có những cái cảm nhận đặc biệt như vậy. Khoa học có thể lý giải được không? Không, khoa học không thể lý giải được. Chúng ta biết cái gì khoa học cũng lý giải được á, thì thế giới này là cái sân gì, cái sân bóng dành cho một mình gì, một mình các nhà khoa học đá banh rồi đó. Nhưng rất tiếc rằng trên thế giới này không phải là cái cõi năm thiền Bộ Châu này không phải chỉ dành riêng cho các nhà khoa học để nghiên cứu và để thỏa thích nghiên cứu chơi đùa và nói năng đối với cái ngành của họ và cách nghiên cứu của họ, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là do đó cả hai cái trường phái gọi là duy tâm và duy vật ở trên thế giới này đều có cái chỗ đứng, đều có cái cơ sở mà không thể, tôi nghĩ rằng mãi mãi không thể có một bên nào có thể chiến thắng được bên nào. Vì cả duy tâm và duy vật, hai cái thuyết cơ bản ở thế giới chúng ta này đều có gì? Có những cái đúng của họ, đều có những cái cơ sở lập luận chính đáng của họ. Không thể bên nào thắng được bên nào đâu. Còn Phật tử này hỏi rằng đó, tại sao có người nhìn thấy ma còn có người thì không nhìn thấy? Tôi lấy một cái ví dụ cũng giống như trong giấc chiêm bao thôi. Tại sao Phật tử thì nằm trong giấc chiêm bao, ú a ú ớ, vui á, thấy giấc chiêm bao tốt á thì cười sằng sặc ra, mặt mũi tươi ra rói, chiêm bao thấy gì cái điểm buồn cảnh xấu á thì có khi khóc tu tu,
thậm chí là lo quấy chân đập tay, chồng con nằm ngay bên cạnh thì chả biết là vợ mình hay chẳng biết chồng mình làm sao, hay chẳng biết gì bố mẹ, hay chẳng biết con cái mình làm sao. Hỏi tại sao? Phật tử này có thể trả lời được tại sao mình nằm chiêm bao thấy rất sợ mà chồng mình nằm ngay bên cạnh mà chồng mình chả sợ tí nào cả. Tại sao tỉnh dậy mình biết là mình mơ rồi mình toát mồ hôi mà gì? Mà chồng mình kể là câu chuyện chồng mình lại là cười sằng sặc của nó là vớ vẩn, vân vân chẳng hạn đó. Tại sao? Tốt nhất là gì? Đừng có dành thời gian mà hỏi tại sao với những cái câu chuyện vô bổ như thế này, mà hãy dành thời gian để nhất tâm trì niệm A Di Đà Phật, nhất tâm tụng gì, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc đi. Rồi một ngày nào đó khi mà được gì, được minh tâm kiến tính, được giải thoát giác ngộ, thì tất cả cái câu hỏi này tự nhiên gì mình sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ hỏi tại sao, tại sao, tại sao và tại sao, thì tôi trả lời như thế này, vị này có thể chưa thỏa mãn lại vẫn cứ tại sao, tại sao, tại sao, và đi hỏi vị khác trả lời chưa được thỏa mãn lại tại sao, hết đời này đến đời sau cứ mãi hỏi tại sao, chi bằng hãy dừng cái câu hỏi tại sao này lại và hướng vào trong nội tâm của mình, nhất tâm tín Phật, niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc trì chú, hoặc tụng kinh, thì sẽ gì tốt hơn rất là nhiều.